Cái bộ RB người ta đẹp như thế này mà thằng Nhân nó mặc cũng xúc phạm người Cái bên mùa này à? nhìn. Mẹ ta mặc vào nhìn có đẹp đâu. Sao nhìn ở trên đẹp nhỉ? Hay mày mặc đúng như vậy? Đi, mẹ tao nhân vật nữ đàng hoàng lên đây này. Cho Đâu? mày xem full Bỏ cây kính của nó ra. này. Bỏ kính ra. Đồ đẹp là mà xem trong bộ đồ tùy chỉnh ấy, đồ mới đẹp kìa. Đâu rồi? Trong hôm đồ tùy chỉnh ấy, bộ đồ nhìn đẹp vãi. Đồ hề này. Vấn hề này. Làm đi mà quay. Hôm đồ tùy chỉnh có bộ đồ hoàng kim ấy, đẹp. Bởi vì nếu mà nó có ghét thì nó chỉ ghét em thôi. Bây giờ nó ghét anh thì nó ghét thêm. Nhật ở đây có tắc đường mày nhỉ?